Thưa quý vị và các bạn, hôm qua ngày 2 tháng 2 tại di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã khai mạc hội chữ Xuân Bính Thân 2016 phục vụ nhu cầu xin chữ của người dân trong dịp năm mới. Hội chữ Xuân Bính Thân 2016 thu hút gần 100 nhà thư pháp tại Hà Nội và các tỉnh thành khác tham gia với hai nội dung cụ thể: triển lãm thư pháp Uống nước nhớ nguồn và hội cho chữ đầu xuân. Triển lãm thư pháp sẽ trưng bày gần 100 bức thư pháp chữ Hán Nôm và chữ Quốc ngữ. Sau khi kết thúc hội chữ Xuân, ban tổ chức sẽ trao giải tác phẩm thư pháp đẹp nhất. Ban tổ chức cũng dựng gần 100 gian lều bạt cho các ông đồ tham gia hoạt động viết thư pháp. Cùng với số lượng ông đồ đã vượt qua cuộc sát hạch năm ngoái, năm nay sau khi sát hạch, ban tổ chức đã chọn thêm được 44 người tham dự, trong đó có 15 người đủ tiêu chuẩn. 8 người được cấp thẻ viết chữ trong 3 năm từ năm 2016 đến năm 2018 và 7 người được cấp thẻ trong năm 2016. Tổng các ông đồ năm nay có 138 người viết chữ. Hội chữ Bính Thân 2016 mở cửa từ 8:30 đến 20:00 hàng ngày và kéo dài đến hết ngày 15 tháng 2, tức ngày 8 Tết âm lịch, tại di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội.